Xin chào bạn, chúng ta thường hay nói với nhau rằng là giao chìa khóa xe cho phụ nữ là một tội ác. Nhưng hôm nay Hùng xin phép làm một tội ác là giao xe cho một người phụ nữ rất là đẹp. Và ngay bên cạnh Lê Hùng bây giờ chính là nữ hoàng Drip. Vâng, Leona Chin tới từ Malaysia. Cô ấy cũng đã rất nổi tiếng nếu như các bạn đã từng xem cô ấy biểu diễn. Và tất nhiên rồi, nhân vật của chúng ta trong chương trình hôm nay là Mitsubishi Triton. Và ngay bây giờ mình xin phép được làm tội ác nhé, Leona Chin. Và thưa các bạn, hôm nay thực sự là bên người phụ nữ rất là đẹp. Tuy nhiên tội ác có thể xảy ra nếu như chúng ta giao chìa khóa. Nhưng mình có bùa hộ mệnh, đấy chính là chiếc Mitsubishi Triton. Vâng, so you can go now. Yeah. Oh. Vâng, thưa bạn. Triton, một mẫu xe mà nếu như các bạn đã từng xem các chương trình chúng tôi giới thiệu thì đây là một dòng... Thực ra là rất trái ngược với một dáng vẻ mảnh mai của Leona Chin. Oh my god, chiếc xe quay tròn. Vâng. Rất bất ngờ với những tính năng. Đây là một chiếc xe chưa được bơm thêm công suất, bơm thêm mã lực. Vâng, tất cả chỉ là nguyên bản thôi. Nhưng với tay lái của Leona Chin. Các bạn có thể thấy. Oh my god. Vâng, dây an toàn bùa mệnh của tôi. Nice. But I think you need more area to play it. Oh my god. Và qua những thước phim mà các bạn đang thấy trên hình ảnh thì chắc chắn các bạn sẽ thấy rằng Triton không phải là một mẫu xe yếu đâu. Mặc dù mẫu xe này chưa thay đổi nguyên bản gì cả, nhưng tất nhiên sau tay lái của Leona Chin. Và bây giờ thì Hùng sẽ ra bên ngoài và muốn tận mắt để xem Leona Chin biểu diễn tiếp nha các bạn. Ngay bây giờ tôi sẽ ra ngoài để có thể nhìn chiêm ngưỡng tận mắt những cái pha biểu diễn gọi vô tiền khoáng hậu của Leona Chin. Đó, các bạn có thể thấy đây, với một chiếc xe bán tải nguyên bản phải có một cái hệ thống khung gầm rất là tốt và một tay lái, tất nhiên là một tay lái. Và tội ác cô ấy đang gây ra là đang làm cho tôi cảm thấy sung sướng hơn rất nhiều với những cái pha biểu diễn đó. Rất tròn thực sự. Để mà đạt được những cái kỹ thuật như thế này thì bạn phải có một chiếc xe tốt, đủ tốt, bạn phải có một tay lái giỏi và tất nhiên một niềm đam mê thể thao. Oh my god. Và thưa các bạn, có lẽ tội ác hôm nay mà Leona Chin đã gây ra cho tôi, vâng, đấy chính là lên đỉnh. Vâng, cô ấy đã làm tôi lên đỉnh thưa các bạn. Và tôi tin chắc rằng nếu như các bạn đến với Mitsubishi Experience Day hiện đang diễn ra ở Mỹ Đình, chắc chắn các bạn cũng sẽ lên đỉnh. Vâng, xin cảm ơn Leona Chin, cảm ơn một cô gái tới từ Malaysia rất đẹp. Xin cảm ơn. Thank you. Hẹn gặp lại. See you soon. Okay. Sau khi lên đỉnh cùng với Leona Chin thì bây giờ mình lại trở về với đời thường thôi. Bây giờ thì mình sẽ chọn một mẫu xe Expander, một mẫu xe vô cùng hot của Mitsubishi trong thời gian vừa qua. Và bây giờ mình sẽ thử các bài slalom và có hai bài rất hay. Một bài là leo cái bậc thang, leo lên và xuống bậc thang. Và một bài là leo dốc. Thưa các bạn, leo lên 26 độ và xuống dốc 32 độ với một mẫu xe gầm thấp như Expander. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ thử. Đầu tiên thì mình sẽ tăng tốc lên và mình slalom nhẹ thôi. Mitsubishi Expander thì như chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rồi, hệ thống khung gầm rồi treo rất là ổn định. Nếu mà chúng ta so với mức giá thành thì có lẽ chúng ta phải đánh giá rất tốt đối với mẫu xe này. Phải dành những lời khen thực sự. Và thực ra vừa rồi, hai cái bàn vừa rồi chỉ là màn khởi động thôi. Bây giờ mình sẽ phải dừng lại và chờ. Trong cái sự kiện Mitsubishi Experience Day của Mitsubishi Việt Nam tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình thì hiện tại có tất cả các cái dòng xe của Mitsu. Và nếu như các bạn muốn lái thử thì hãy đến sân vận động Mỹ Đình và đăng ký. Từ mẫu Mira nhỏ bé đến Astra, đến Expander, đến Outlander, đến Peugeot Sport, vân vân. Và tín hiệu đã được đi rồi thì bây giờ mình bắt đầu leo chậm chậm lên. À, qua những cái con cầu như thế này thì chúng ta phải chờ tín hiệu của những người hướng dẫn. Đó, an toàn là trên hết, bởi vì nếu như chúng ta đặt lệch bánh vào đâu đấy thôi thì rất có thể bị sập gầm. Một cầu nhá các bạn.
Xpander chỉ có một cầu thôi mà thôi. Và bây giờ là bắt đầu bập bập này. Nếu như các bạn đã xem những cái clip của Range Rover về đó, bập, các bạn có thể bập bập này, bập bập, các bạn có thể thấy người cứ dập dình. Sau khi sướng với cả Leonardo thì bây giờ mình lại sướng với Xpander, bập 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 đó, gầm rất chắc nha các bạn. Bây giờ thì là một cái màn, có thể nói là màn thử thách rất lớn đối với một mẫu xe một cầu như Xpander, và thử xem có thể vượt qua hay không một con dốc 26 độ. Và như các bạn đang nhìn trên hình thì nó rất dốc. Thực ra cũng hơi hổ một chút bởi vì cái bài này là một bài rất là khó. Bây giờ mình sẽ thử, tất nhiên sẽ luôn luôn tuân theo sự chỉ dẫn của người hướng dẫn. Ok, lên luôn. Lên luôn. Ok, lên luôn. Lên luôn. Thưa các bạn. Rồi. Vâng, về số. Lên, 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 lên. Thưa các bạn, không lên được. Lên rất chậm. Vâng, hơi thiếu đà một chút. Nhưng thực sự với Xpander một cầu như thế này là quá tuyệt vời luôn. Vâng. Nếu như các bạn đã nhìn thấy thì chỉ cần sai sót một chút thôi thì rất có thể chúng ta sẽ phải trả giá rất là đắt với cái sai lầm đó. Bây giờ sẽ xuống, các bạn sẽ thấy được cái độ nghiêng của xe rất lớn, rất lớn, rất lớn. Và phải phanh. Thực sự là Xpander quá hay. Xe giá rẻ nhưng mà quá hay luôn đấy, các bạn có thể thấy này. Dây an toàn này, đó, vâng. Phanh êm, gầm chắc. Mình có thể không bám vào đâu cũng được. Thực ra đối với các cái dòng xe của Mitsu, tôi luôn đánh giá cao ở cái hệ thống khung gầm, hệ thống treo và cái hệ thống chuyển động của Mitsu. Và kết thúc. Mới đầu nhìn thì chúng ta có thể hơi lo lắng một chút, nhưng khi mà cầm vô lăng thì mọi điều lo lắng sẽ qua ngay, bởi vì xe vận hành tương đối ổn định. Vừa rồi thì mình cũng vừa hoàn thành xong cái bài tập rất nhanh nhưng thực sự là cũng rất là chi tiết để chúng ta có thể hiểu được những cái khả năng vận hành rất tốt của các dòng xe Mitsubishi. Xin cảm ơn anh. Thank you.